Xin chào chị em nhé. Hôm nay bên em mới về được hai chiếc vòi của hãng Jordan này. Hai chiếc vòi này là hàng mới 100% nhé. Hàng mới 100%. Con này là vòi anh chị lắp ở cái bồn nước rửa bát rửa chén này. Con này thì là màu vàng. Hàng cực chất cực kỳ đẹp. Toàn bộ lõi bằng đồng thau hết nhé. Cái này là cái thì chị vặn nó vào cái chậu rửa lavabo. Con này chiều cao thì nó khoảng tầm 30. Cao nhất là khoảng tầm 30 nhé, khoảng 30 thôi. Tức là tính từ cái chỗ mặt chậu lên này là khoảng tầm 30. Chân này chắc khoảng tầm 5 cm. Khóa mở bạn này làm rất to rất chắc chắn nhé. Mới 100% thì anh chị yên tâm về độ đẹp rồi. Một chiếc này có cả túi nó đầy đủ hết nhé. Chiếc thứ hai này thì cũng là cái mẫu mã đó nhưng mà nó sẽ là màu này, nó là màu bạc như vậy. Như anh chị bảo là màu trắng thì em nghĩ nó là màu giống như màu inox ấy nhỉ, màu xám bạc nhé. Con này thì trước em cũng về được con này thực ra là nó là hai mẫu khác nhau rồi nhé. Nó vẫn là một kiểu vòi để cho máy rửa bát rửa chén thôi nhưng mà nó là cái khóa khác nhau, nhìn thấy chưa? Này em cứ tưởng hai cái giống nhau khác màu nhưng không phải nhé, cùng một chức năng, nó là vòi rửa bát rửa chén nhưng mà con này cái khóa nó khác. Này con này khóa nó làm bốn cái cạnh như vậy, còn con này là khóa gạt nhé. Này nó chỉ làm khác nhau về cái cần gạt thôi, con kia là mình xoáy tròn, con này hình gạt như này, khác nhau cần gạt nhé. Cần này nhìn có vẻ nó điệu đà hơn tí, cái cần này thì nhìn nó phổ biến phổ thông hơn, nhưng nói chung là cùng một chức năng. Con này khóa mở, còn con này là gạt sang. Cái vòi này thường lâu lắm rồi, cách đây khoảng năm mấy 2-3 năm rồi, em cũng về được một hai cái ba cái như vậy này. Hồi đó thì em bán giá là 1.800.000 một cái nhá. Thì bây giờ anh chị nào mua này, hôm nay sẽ bán rẻ anh chị thôi, giá là 1.500.000 nhá. 1.500.000 một cái. Anh chị nào mua hai cái thì em sẽ tính 1.400.000. Chuyển khoảng 100% nhá. Chuyển khoảng 100% mua cả hai cái tính 1.400.000 một cái. Vẫn bao ship nếu chuyển khoản hết nhá. Đó, anh chị quan tâm liên hệ với em nhé. Hai chiếc vòi của Jordan mới 100% cực đẹp. Con này cũng này, cái này là cái giấy thì nó bọc nó đỡ bị chảy xước nhé, giấy mềm. Đấy. Ở trong này cũng một cái túi nó nhé. Rồi, cảm ơn chị theo dõi video nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại chị vào sau. Anh chị đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều. Anh chị nào muốn mua hàng đẹp, hàng tuyển, hàng lựa thì vui lòng liên hệ với em qua kênh YouTube Thành Nhật VIP hoặc là có số điện thoại em có để trên kênh YouTube. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại chị video sau.